Hành trình Tích Sản đã quay trở lại. Hành trình Tích Sản một lần nữa quay trở lại và hứa hẹn lợi hại hơn xưa. Cuộc thi được tổ chức thường niên một năm một lần bởi AZFIN Việt Nam. Hành trình Tích Sản mùa 2 cùng chủ đề: Tôi đã bắt đầu đầu tư như thế nào? Sẽ mang lại cho bạn thật nhiều điều bất ngờ và đầy thú vị. Cuộc thi là nơi dành cho tất cả các nhà đầu tư trong cộng đồng Tích Sản cổ phiếu để chia sẻ, tâm sự câu chuyện với những ấn tượng sâu sắc, những kỷ niệm khi bắt đầu tham gia vào thị trường, những ảnh hưởng đã làm thay đổi cuộc sống của cá nhân tác giả. Cuộc thi năm nay có nhiều thay đổi trong format khi diễn ra hai vòng thi cùng vô vàn những phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đặc biệt, chỉ cần bạn viết là có quà. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về cuộc thi tại tichsancổphiếu.vn. Hãy tự tin đứng lên và chia sẻ câu chuyện đầu tư của bạn trong cộng đồng Tích Sản Cổ Phiếu ngay thôi nào!